đằng sau những cuộc đua xé gió trên đường bất chấp pháp luật và an toàn tính mạng là những chiếc xe được độ chế thay đổi kết cấu để mặc tình so kè tốc độ. Có cầu thì ắt phải có cung, những lò độ xe cũng mọc lên với vẻ ngoài ngụy trang kín kẽ. Mới đây, Công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá hai tụ điểm độ xe trái phép. Tại đây còn có cả một phòng thí nghiệm để xác định tốc độ cao nhất của phương tiện. Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Long Khánh kiểm tra hành chính cơ sở sửa chữa xe máy tại phường Bảo Vinh do người đàn ông 30 tuổi tên viết tắt HBA làm chủ. Tại đây có 16 xe máy đang thay đổi các bộ phận giảm thanh, xoáy nòng, thay đổi màu sơn kết cấu. Quá trình kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy đăng ký phương tiện và cho biết sau khi chỉnh lại một số chi tiết sẽ đưa những chiếc xe này đến phòng thí nghiệm ở xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh để hoàn thiện, mục đích là xác định tốc độ cao nhất mà xe có thể đạt được. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra thực tế phòng cách âm, phát hiện tại đây có 2 xe máy chưa xác định được chủ sở hữu. Tiếp đó, công an kiểm tra cơ sở sửa chữa xe máy tại phường Bầu Sen do người đàn ông 30 tuổi, tên viết tắt là DAU làm chủ. Tại đây cũng có 8 xe máy được thay đổi kết cấu, đổi màu sơn. Hiện ngành chức năng lập biên bản tạm giữ 26 phương tiện, trong đó có 4 xe chưa xác định được số khung số máy để xác minh làm rõ.